xin chào tất cả các bạn đã đến với kênh Bé Út Chibi nha. Và video ngày hôm nay xin mời các bạn cùng với chị kiểm tra đơn hàng của các bạn đã đặt ngay. Hôm nay sẽ chỉ giới thiệu cho các bạn các kích sắt này ha. Giờ này đặt tới Tết rồi thì các bạn hãy xin phép ba mẹ mình mua những kích sắt như này để lượng tiền lì xì nha các bạn. Đó. Và đây là đơn hàng của bạn nào? Đây là đơn hàng của chị Linh ở Bình Dương và chị cũng có mua kích sắt mini. Đây, kích sắt mini ha. Thì mình sẽ tháo hộp ra, mình sẽ xem bên trong như thế nào và cách chơi nó như thế nào nhé. Đây, và shop đã tháo ra và gắn pin vào ha. Pin mình gắn ở đây nè, gắn pin vào cho mình. Thì nó sẽ có cái tờ giấy hướng dẫn như thế này. Thì mình không cần để ý gì nhiều hết, mình chỉ cần để ý đây nè. Cái mật khẩu ban đầu nè, nó có 4 số 0. Tại tầng tiếng Anh thôi, mình sẽ cũng không biết đâu. Đây, và mật khẩu 4 số 0 ha. Khi mình mới mua về thì sẽ là 4 số 0 mật khẩu ban đầu. 1 2 3 4. Đó, mình nghe cái tiếng nhạc vậy là ok ha, cái đèn xanh nè, là mở được. Đó, mở được ở bên trong đó nè. Đó, bên trong không có gì. Mình sẽ đóng lại. Đó. Bây giờ mình sẽ thử bỏ tiền vào nhé. Đây, shop đã chuẩn bị đủ tiền, đủ mệnh giá ha. Mình sẽ bỏ tiền vào. Đó, nó sẽ hút vào ha các bạn. Đó. Hút vào. Như thế này. Hút vào như thế này. Đó, rất là nhanh luôn. Đó, mình sẽ mở ra mật khẩu này. 4 số 0. Lấy tiền ra. Đó. Sẽ không bị hư như mình mua sử dụng heo thì phải đập, lấy tiền mình phải đập ra. Thì cái này nó có tác dụng là nó có cái mật khẩu cho mình ha. Đây. Thì mình sẽ mở ra 1 2 3 4. Thì nếu mình thay mật khẩu mình phải mở cái máy ra như thế này nha các bạn. Đó. Bấm ha, bấm. Đây nè. Bấm số sau này nha, bấm số sau này, bấm đè luôn. Không thả ra nha. Rồi mình sẽ bấm 4 số mà mình muốn thay đổi. Giờ anh bấm thử 4 số 5 nha. 1 2 3 4, 4 số 5. Rồi mình bấm cái số thăng này nè, bấm số thăng này, đè luôn nha. Hai cái đè nè các bạn thấy không? Đè luôn. Thả ra một lần. Đó, nó sẽ ha, nó thay đổi mật khẩu rồi đó. Giờ mình sẽ đóng lại thử lại có đúng không nha. Đó. Giờ là mình bấm lại 4 số 4 rồi 4 số 5 nha. Ồ, vẫn được hả? Ồ, vậy là sai rồi. Cứ lại. Kìa. Thay mật khẩu vậy đúng không ạ? 1, 2, 3, 4, 5, mở ra. Thay lại ha. Cứ lại coi. Ồ, là sai ha. Tại nãy anh mở nó cái hai cái nút này mình mở nó thở nó không có đều á. Mở ra nó không có đều nên là nó sai. Bấm lại nè, số 0, 4, số 5. Đó, đúng, ok ha. Mở ra. Thấy chưa? Đó. Anh làm lại một lần nữa ha, làm lại giờ mình đổi lại là 4 số 0 nha. Thì mình đè cái nút thăng này nè, cái nút sau này, đè nút sau này chớp ha, bấm lại 4 số 0 nè. 1 2 3 4. Đè nút thăng. Thả ra. Rồi ok. Ha, bấm lại 4 số 5 thử có đúng được không nha. Ô là sai đúng không? Giờ là bấm 4 số 5 nè. Đó là cách thay mật khẩu ha. Còn các bạn muốn biết chi tiết hơn thì các bạn cũng trên một Bé Út Chibi các bạn bấm là cách sử dụng kích sắt mini. Đó, anh có một cái clip là chỉ chi tiết cách sử dụng cách quên mật khẩu của cái kích sắt này ha. Rồi. Và đồng thời tặng cho bạn thêm một cái cọc tóc và các bạn mà mua hàng điện tử bên shop á thì shop sẽ thử như thế này ha. Khi giao hàng về thử là ok và đều có tặng pin cho mình. Đó. Giờ shop sẽ tháo pin ra, về nhà mình chỉ gắn pin vào thôi. Bạn tặng pin cho mình. Đó, tháo pin ra. Tiếp theo đơn hàng Thúy Huỳnh ở Trà Vinh. Là Thúy Huỳnh có đặt một bạn bạn này là bạn Push Game ha, Push Game lật đặt có chân nè. Có chân đứng được ha. Đó, lật đặt dở lên thì nó dẫn ngay, chơi rất là vui. Mẫu này chỉ có 4.000 thôi. Tiếp theo bạn có đặt một cái hình dáng những con vật nè. Mẫu này thì cũng 40.000. Tiếp theo đây là một cái bút viết cỡ sách. Bút viết cỡ sách hình Galaxy nè. Đó, Galaxy ha, rất là nhiều màu. Ở bên trong thì sẽ nó có cái dây đeo kéo cho mình. Đây. Cái dây đeo kéo rất là dài luôn thì nó có thể rút lại được ha. Đó, hình Galaxy luôn các bạn. Nó rút lại được ha, rút lại, rút ngắn, rút dài, nó tùy theo cái độ dài cái người của mình nha. Và đây, cái này mình sẽ móc vào đây ha. Móc vào các lỗ này các bạn. Móc mạnh vào. Đó, rút lại, nó có sợi dây kéo đeo này. Ha, vừa làm giỏ sách vừa làm cái bóp viết để mình chơi luôn. Đó, rất là vui ha. Bóp viết. Đó. Giỏ sách bóp viết nha. Vừa chơi bỏ đồ và đeo đi chơi được luôn. Còn những cái bóp viết kia thì mình không có đeo đi chơi được. Đó, mình đeo đi chơi mình bỏ điện thoại, mình vừa chơi luôn, vừa giảm chết luôn. Mẫu này là 99.000. Rồi mình đặt một cây bút nữa nè, một cây bút chì kim, kim tuyến, chân châu, màu tím, 10.000. Và cọc tóc, cọc tóc này shop tặng mình ha, Renchi mini hoa cúc nè. Đó, shop tặng mình cái Renchi nè. Và bạn đặt thêm một cái hình dáng nè, hình dáng có hình panda, 20.000, có những cô gái rất là dễ thương luôn. 20.000. Đơn hàng của Như Quỳnh ở thành phố Hồ Chí Minh. Như Quỳnh có đặt là hai sắp hình dáng anime nè. Anime ha, có kim tuyến luôn. Này là 10.000 một sắp nha các bạn, 10.000. Và một cái combo hình dáng luôn, anime có kim tuyến luôn, 60.000, có rất là nhiều tờ trong đây. Hai cùng băng keo, mỗi cùng như vậy là 6.000. Tiếp theo là một vỉ giấy xếp sao nè, nó có tặng kim hình dáng lụa có băng keo luôn cho mình. Mẫu này là 26.000 và đồng thời tặng cho mình hai cái sắp giấy để xếp sao luôn. Tiếp theo đơn hàng của Nguyễn Văn Lưu ở
và anh luôn có đặt hai cái cuốn sổ ma thuật cho bé nhà mình chơi nha. Đây sổ ma thuật vẽ ra như thế này nè các bạn, cách chơi vẽ rất là đẹp luôn. Thì các bạn muốn biết chi tiết về cuốn sổ ma thuật này thì vào hãy trên bé Upchibi ha, bấm cuốn sổ ma thuật cách chơi sổ ma thuật, người ta sẽ có video sẽ chỉ chi tiết các bạn và tặng cho mình thêm một tờ giấy sổ ma thuật nữa, dán giấy ma thuật luôn, giấy vẽ đó. Đó, hy vọng mình sẽ thích nè. Đó, như vậy bạn đặt hai cuốn sổ ma thuật nhé. Đơn hàng của Trần Minh Vàng ở Hậu Giang, và Minh Vàng có đặt một bộ kit làm slime. Bộ kit làm slime này nó có 11 món khác nhau nè, nó có hướng dẫn các bạn ha, có keo sữa, đắp xếp, bô rác, tuyết, màu, hũ đựng, xốp, cham cho mình. Thì cái bộ kit slime này thì mình sẽ làm được 3-4 món slime khác nhau các bạn ha. Ở bên trong này nó có hũ cho mình luôn, keo sữa, hồ, kim tuyến nè, bơm bơm, cham. 30.000 một cái combo như thế này. Bạn thích bạn chơi slime thì tặng cho bạn một cái hũ slime nha. Bạn đặt thêm một cây bút cá Galaxy, nhưng bút cá Galaxy sắp hết rồi, còn cong Galaxy các bạn. Nó cũng giống như vậy thôi, nhưng cái hình cong hình kia hình bút cá. Và bạn đặt thêm một cái chấn lưới này, chấn lưới kim tuyến 10.000. Rất là đẹp luôn. Thì rất là vui và lấp lánh nha các bạn. Ngoài ra shop còn bán đầy đủ các loại búp bê lớn nhỏ, trang phục phụ kiện, trang sức và đồ dùng cho búp bê, có cả những đạn búp bê giấy, trang điểm búp bê, tô màu búp bê, tô màu nổi, tranh cào thang. Song song đó, các sản phẩm đồ dùng học tập của shop FGB cũng rất là đa dạng và được rất nhiều bạn tin tưởng. Kèm theo đó còn có những loại bánh kẹo rất là hot hiện nay cũng được shop bán. Mặt khác, để phục vụ nhu cầu làm đẹp của bạn, shop cũng có bán những cái phụ kiện thời trang, lắc tay, kẹp tóc, mỹ phẩm, móng tay, bông tay, cột tóc, vân vân. Và dĩ nhiên không thể thiếu những cái ba lô đi học xinh xắn, ba lô thời trang đi chơi dạo phố, túi đeo chéo các kiểu, băng đô, quần áo, phủ nhồi bông, và có cả những đồ dùng cho các bạn trai như là siêu nhân, khủng long, Rubik, bích tông, xe, rồi các dụng cụ âm nhạc, game, xe kệ siêu thị cho các bạn nhỏ. Tất nhiên là cũng có những bạn Lego, Slime May, Galaxy, Slime Trong, Slime Bơ, các kiểu giá rẻ. Wow, ngoài ra còn có cả một cái kệ đồ dành cho các idol Hàn Quốc, idol Việt Nam của chúng ta, cũng như những cái móc khóa rất là xinh xắn như thế này. Các bạn ơi, hãy nhanh tay đến với shop Upchibi chọn lựa những món đồ yêu quý, xinh đẹp để có chung một giá ship duy nhất nha. Giá ship chỉ từ 30 cho đến 35.000 đồng, một giá ship duy nhất, dù các bạn mua nhiều hay mua ít. Và thật tuyệt vời, nếu như các bạn mua từ 800.000 trở lên thì được miễn phí ship luôn. Wow, các bạn thấy đó, hàng trong shop Upchibi lúc nào cũng đầy ắp hết, chờ đón các bạn đặt hàng. Và hãy nhớ, nếu như muốn đặt hàng hãy gọi 0937 899 707 để đặt hàng. Đừng quên là xin phép ba mẹ nha. Và shop còn có Zalo, Facebook, Bé Út Chibi 0937 899 707, luôn cập nhật những sản phẩm đơn giá cho các bạn dễ chọn lựa. Và video đến đây là kết thúc rồi. Thân ái chào tạm biệt. Hẹn gặp lại các bạn ở video sau nha. Chúc các bạn xem video vui, chọn lựa được những sản phẩm ưng ý, giá ship rẻ, giá ship duy nhất, không cần đắn đo về giá ship. Còn là địa điểm bán hàng uy tín, chất lượng suốt nhiều năm, với phương châm phục vụ hết mình tận tình. Còn bây giờ chắc là phải bye bye rồi. Hẹn gặp lại ở video sau. Đừng quên bấm like và thả tim ra đăng ký thành viên kênh Bé Út Chibi để theo dõi những sản phẩm, những đơn hàng mới nhất nha. Chúc các bạn lúc nào cũng vui tươi. Yêu các bạn rất nhiều.